ta quy tụ nơi thánh đường của giáo xứ Thượng Phúc, trong đỉnh ấm cúng của giáo xứ, của gia đình, để chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho hai cháu Giuse Tấn và Maria Hiền, trong ngày hai cháu trở nên một gia đình mới, gia đình Công giáo qua vị trí bồn phối. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này và